Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điển hình vào chiều ngày 6 tháng 8, 20 công nhân đầu tiên của công ty Mai Thái Dương ăn bánh mì kẹp pate gan của cơ sở bánh Hồng Ngọc, số 12 thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bị đau bụng, sốt cao và tiêu chảy. Tiếp tục những ngày sau đó, lần lượt số người nhập viện tăng lên 148 người. Đến nay, 142 ca đã xuất viện, để lại nỗi kinh hoàng về những ngày vừa sốt vừa ói. Nguyên nhân vụ ngộ độc này được Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp kết luận là do vi khuẩn Salmonella có trong pate gan do cơ sở bánh mì sản xuất. Sự việc vừa lắng xuống thì chiều ngày 12 tháng 8 sau đó, tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long tiếp tục có thêm 230 ca nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tập thể. Tại thời điểm xảy ra, công ty Bô Sinh đóng tại khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có tổ chức bữa ăn cho 1.500 công nhân. Sau bữa ăn này thì xuất hiện tình trạng hàng trăm công nhân ói, đau bụng, sốt phải nhập viện. Chị LHT, công nhân nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm không quên bữa ăn đáng nhớ này. Bữa ăn hôm đó gồm cơm trắng, thịt kho trứng, bắp xào, cà rốt, thịt, canh rong biển, đồ chay kho, tàu hũ chiên. Trong bữa ăn này, công ty Bô Sinh có hợp đồng với hộ kinh doanh bên ngoài cung cấp đùi gà chiên, đậu que xào thịt heo, đùi gà chay, chả giò chay, đậu que xào chay, tráng miệng bằng chuối và táo. May mắn đến nay các công nhân đã được xuất viện về nhà theo dõi thêm. Theo thống kê từ Bộ Y tế, trong quý 1 và quý 2 năm 2024 đã ghi nhận 18 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.000 người mắc, 6 ca tử vong. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng, việc thay đổi nhận thức của doanh nghiệp, người dân đối với sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn là điều cần ngay lúc này. Khi kinh tế khó khăn, nhiều người dùng có xu hướng mua đồ rẻ, hài lòng với thực phẩm trôi nổi lề đường, người bán cũng sẽ tìm cách giảm chi phí. Không phải ai cũng đủ điều kiện cho lựa thực phẩm từ các hệ thống phân phối có chất lượng, điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng lớn. Qua những vụ ngộ độc thực phẩm vừa mới xảy ra thì có thể thấy xuất phát từ nhiều nguyên nhân, yếu tố khác nhau, kể cả về góc độ quản lý nhà nước, người sản xuất kinh doanh và một phần nào đó cũng là trách nhiệm của người tiêu dùng. Tất nhiên phải tùy từng vụ việc cụ thể mới có thể xem xét trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan một cách công bằng, khách quan nhất. Chế tài xử phạt vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những chế tài mạnh nhất ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể, trong luật an toàn thực phẩm đã quy định rõ, mức phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể lên tới 7 lần giá trị của sản phẩm vi phạm. Chính phủ cũng đã có chỉ thị tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, nhấn mạnh nội dung người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Điều đó đủ để thấy về mặt quy định pháp luật, chế tài xử phạt chúng ta không thiếu, nhưng vấn đề cần bàn là trách nhiệm thực thi pháp luật phải thay đổi để tạo sự nghiêm minh, đủ sức răn đe hơn. Thị trường hiện nay bùng phát những cách buôn bán mới như kinh doanh thực phẩm online rất khó quản lý, các mặt hàng thực phẩm cũng xảy ra tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chế tài đã có, việc còn lại là nhiệm vụ của ngành chức năng. Phải xóa trắng thực phẩm kém an toàn. Để làm được việc này, ngành chức năng phải ứng dụng công nghệ thông tin vào truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xét nghiệm nhanh, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh và sản xuất thực phẩm, thanh tra theo các thông tin người dân khiếu nại tố cáo. Khi đó, các hàng quán sẽ được quản lý tốt hơn về nguồn gốc nguyên liệu, quá trình chế biến và bảo quản thức ăn. Vậy cần làm gì khi bị ngộ độc thực phẩm? Tình trạng thực phẩm bẩn đáng lo ngại hiện nay khiến không ít người bị ngộ độc. Tùy mức độ nặng nhẹ mà ngộ độc thực phẩm gây nguy hiểm tới sức khỏe người bệnh như thế nào. Khi xảy ra tình trạng ngộ độc thức ăn, phần lớn các trường hợp có thể tự khỏi. Tuy nhiên, nếu không tự phục hồi thì bệnh nhân cần tới cơ sở y tế để được điều trị. Ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi ăn hoặc uống phải thực phẩm bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc hoặc không chứa chất gây độc, thức ăn bị ôi thiêu, nấm mốc. Thông thường, ngộ độc cấp tính sẽ xuất hiện sau vài phút, vài giờ hoặc 1 đến 2 ngày sau khi ăn. Sau đây là một số dấu hiệu nhận biết ngộ độc để xử lý kịp thời: buồn nôn và nôn, đau bụng, tiêu chảy, phân và nước tiểu có thể có máu, có thể sốt hoặc không. Đa số trường hợp ngộ độc thực phẩm có thể xử lý tại nhà. Tuy nhiên, nếu có các biểu hiện sau thì nên đi khám ngay: nôn ói liên tục, nôn ra máu hoặc đi ngoài ra máu, bị tiêu chảy liên tục, đau bụng dữ dội, thân nhiệt cao hơn 38,5 độ C, khát nước, khô miệng, tiểu ít hoặc không đi tiểu, cơ thể yếu trầm trọng, hoa mắt, chóng mặt, mắt mờ, cơ yếu, phát ban toàn thân, ngứa, khó chịu. Ngoài ra, cần lưu ý các đối tượng như người già, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính khi có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm cần đến bác sĩ càng sớm càng tốt. Ngay khi nhận biết các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm, bạn cần sơ cứu ngay bằng các bước dưới đây. Gây nôn. Người bệnh có triệu chứng nôn mửa ngay sau khi ăn phải thực phẩm nhiễm độc, cần ngay lập tức gây nôn để người bệnh có thể nôn hết thức ăn trong bụng ra. Cách gây nôn khá đơn giản: uống một hơi hết một cốc nước pha muối 0,9% rồi dùng tay móc họng, ngoái vào họng để gây nôn. Nếu không kịp pha nước muối thì dùng nước lọc rồi lấy ngón tay trỏ đè vào gốc lưỡi, ép cơ thể nôn ra càng nhiều càng tốt. Lưu ý khi thực hiện biện pháp gây nôn với trẻ nhỏ, tránh gây sức họng của bé. Phải để bé gối đầu thấp, nghiêng đầu sang một bên rồi móc họng để trẻ tự nôn thức ăn ra ngoài. Không để nằm ngửa và nôn có thể gây sặc lên mũi, xuống phổi dễ dẫn đến tử vong. Sau khi gây nôn, nếu thấy người bệnh nôn được hầu hết thức ăn thì để người bệnh nằm nghỉ ngơi. Tuy nhiên cần phải theo dõi sát. Nếu có bất kỳ triệu chứng khác lạ cần đưa người bệnh tới bệnh viện càng sớm càng tốt. Đối với những trường hợp có dấu hiệu co giật, rối loạn ý thức thì không được gây nôn, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Những trường hợp này cũng như các trường hợp có dấu hiệu khác lạ hay nặng cần chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt. Bù nước và điện giải, nôn nhiều và tiêu chảy khiến cơ thể bị mất nước và điện giải. Cần bù nước cho người bệnh bằng cách uống dung dịch Ozezone pha theo đúng hướng dẫn trên bao bì. Hoặc không có Ozezone sẵn thì có thể pha một thìa cà phê muối cùng với 1 lít nước rồi cho người bệnh uống. Đối với dung dịch Ozezone chỉ sử dụng dung dịch đã pha trong 24 giờ. Bảo quản kỹ tránh nhiễm bẩn và có thể bị nhiễm khuẩn quá lâu dễ gây nguy hiểm cho người bệnh. Không đun sôi dung dịch đã pha sẽ làm mất tác dụng của thuốc, bay hơi làm tăng độ thẩm thấu. Khi có nhiều người cùng bị ngộ độc, không cho các người bệnh uống chung nước vì có thể làm tăng tình trạng bệnh của người nhẹ. Thăm khám tại các cơ sở y tế, gọi cấp cứu 115 hoặc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Mặc dù đã tiến hành sơ cứu ban đầu như trên nhưng bệnh nhân vẫn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm cần được sự trợ giúp của nhân viên y tế bằng cách gọi cấp cứu hoặc tới trung tâm y tế ngay gần nhất. Một số lưu ý khi sơ cứu cho người bị ngộ độc thức ăn. Nếu người bệnh tự nôn làm thông thoáng đường thở cần lau sạch vùng miệng. Người bệnh cần được nằm nghiêng bên trái để giảm bớt sự hấp thụ chất độc qua dạ dày. Nếu ngộ độc qua đường tiêu hóa bị ngưng tim ngừng thở, không nên hỗ trợ hô hấp miệng nếu không có biện pháp bảo vệ hữu hiệu. Tuyệt đối không cho người bệnh uống bất kỳ loại thuốc nào theo lời mách bảo. Các chất độc tự nhiên có trong thực phẩm có khá nhiều loại mà đôi khi chúng ta vô tình gặp phải như nấm độc, cá độc, thức ăn ôi thiêu. Do đó cần đưa bệnh nhân tới trung tâm y tế gần nhất cùng với dịch nôn hay thức ăn đang dùng để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây độc. Vâng, trước hết thì những cái dấu hiệu thông thường mà chúng ta thấy rằng ngộ độc thực phẩm có thể gây tử vong nếu mà chúng ta để ngộ độc nặng và kéo dài như là tiêu chảy, mất nước nhiều, nôn mửa nhiều thì những cái trường hợp nặng cũng có thể tử vong. Và có những trường hợp ngộ độc mà nặng nữa thì chúng ta thấy có thể là hôn mê hoặc là liệt cơ hô hấp chẳng hạn thì cũng có thể dẫn đến tử vong ạ. Vâng, khi mà điều trị các cái ca ngộ độc tại nhà thì chúng ta chú ý là thường là bệnh nhân có cái tiêu chảy thì chúng ta chú ý là bù nước và điện giải cho bệnh nhân bằng các cái gói mà Ozezone người ta bán rất là sẵn hiện nay các cửa hàng dược đấy, thì chúng ta có thể là pha cho bệnh nhân uống để mà bù nước và điện giải. Ngoài ra thì chúng ta cũng theo dõi bệnh nhân có sốt không, theo dõi nhiệt độ cho bệnh nhân có nôn nhiều không, chúng ta cũng phải theo dõi. Và ví dụ trường hợp nhẹ thì chúng ta có thể nấu cháo cho bệnh nhân ăn, và trong trường hợp này thì nấu cháo, ví dụ chúng ta có thể nấu cháo với một chút thịt và ở đây là chúng ta thấy cái cháo có thể cho lên cho cà rốt ấy. Cái cà rốt nó rất hay là khi mà trong cháo cà rốt nó có cái chất pectin, nó có tác dụng hút độc rất là tốt và tạo thành cái khuôn phân và giảm cái tình trạng tiêu chảy. Khi mà gia đình có người bị ngộ độc thực phẩm và cần bù nước về điện giải thì chúng ta chú ý là hiện nay các cái gói Ozone mà chế biến sẵn và có hướng dẫn rất đầy đủ ở trên nhãn mác ấy, thì khi chúng ta mua, ví dụ có những cái gói hướng dẫn là pha với 200ml nước đun sôi để nguội, hoặc là có những gói mà lại pha nửa lít hoặc một lít, thì chúng ta phải đúng theo cái hướng dẫn chúng ta pha, và pha với nước nguội chứ các bạn cũng không nên pha với nước nóng, nước sôi thì nó làm cho mất cái điện giải đi và nó biến chất giảm cái số lượng điện giải đi thì cũng không đúng cách. Dạ vâng, vậy thì trong cái trường hợp mà chúng ta không có sẵn Ozezone thì các gia đình có thể tự pha những cái dung dịch như thế nào được ạ? Vâng, trong những trường hợp khẩn cấp mà mình cũng không kịp để đi mua gói Ozezone ấy thì cũng rất đơn giản là chúng ta cũng có thể là pha nước muối và đường cho bệnh nhân uống với tỷ lệ là thế này, ví dụ như là nửa thìa cà phê muối và 2 thìa cà phê đường chúng ta pha với 1 lít nước để nguội, như vậy là dung dịch nó cũng có muối đường cho bệnh nhân uống. Thế hoặc là chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể nấu cháo, ví dụ các bạn có thể cho là một nắm gạo và một nhúm muối, thế thì chúng ta cho khoảng 1 lít 2 lít 3 nước các bạn đinh cháo nhừ, thì lúc đấy chúng ta có thể là còn được 1 lít nước mà cho bệnh nhân uống, như vậy nó cũng có cái muối và đường trong đấy. Và một số vùng quê thì có sẵn dừa, bà con cũng có thể dùng nước dừa để bù nước và điện giải cho bệnh nhân ạ.